Xin chào tất cả các em học sinh. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết toán ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô là Lâm Cẩm Hương, giáo viên khối 3 của trường tiểu học A An Thành Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trước khi vào bài học mới thì cô có một bài tập nhỏ dành cho các em. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Trò chơi khởi động của chúng ta có tên là giải cứu đại dương. Các em ạ, trong đại dương có rất nhiều sinh vật biển. Những sinh vật ấy bị mắc kẹt trong các tấm lưới. Khi các em giải đúng các bài toán thì tấm lưới được mở ra. Thế là các em đã giải cứu được đại dương rồi đó. Các em hiểu chưa nè? Nếu các em hiểu rồi thì chúng ta cùng bắt đầu. Bài đầu tiên, kết quả của phép tính 6546 chia cho 3 là bao nhiêu vậy các em? À đúng rồi, là đáp án C, 2182 đó các em. Như vậy, các em đã giải cứu được bạn rùa rồi đó. Bài tiếp theo, tìm x, biết x nhân 4 bằng 3224. Như vậy, x bằng bao nhiêu vậy các em? À đúng rồi, x bằng 806, đáp án A đó các em. Như vậy, các em đã giải cứu được bạn cá heo rồi nè. Cô thấy các em giải đúng các bài toán rồi đó. Như vậy các em đã giải cứu được đại dương rồi đó. Cô có lời khen tất cả các em. Các em thân mến, trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài luyện tập trang 120. Trong bài học hôm nay chúng ta cần rèn luyện những nội dung nào? Các em cùng xem nhé. Nội dung thứ nhất, rèn kỹ năng thực hiện phép chia trong trường hợp có chữ số 0 ở thương. Nội dung thứ hai, vận dụng phép chia để làm tính và giải toán. Nếu các em đã nắm được nội dung rồi thì chúng ta cùng nhau thực hành các em nhé. Các em thân mến, để giúp các em rèn luyện phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số và trong trường hợp thương có chữ số 0 thì chúng ta sẽ thực hiện bài tập 1. Bài tập 1 này yêu cầu chúng ta làm gì? À, yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Vậy trong bài tập 1 này có mấy yêu cầu vậy các em? À, hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính, yêu cầu thứ hai là tính. Ở bài tập 1 này, yêu cầu chúng ta thực hiện 6 biểu thức chia. Những biểu thức này được viết dưới dạng hàng ngang. Khi chúng ta thực hiện yêu cầu thứ nhất, đó là tính, chúng ta chuyển biểu thức hàng ngang thành những biểu thức hàng dọc. Sau đó chúng ta thực hiện yêu cầu thứ hai, đó là tính. Những kỹ năng này cô đã hướng dẫn các em ở bài học trước rồi, đúng không nè? Bài tập này thì các em chỉ rèn lại để cho các em làm nhanh hơn mà thôi. Các em đã hiểu bài chưa nè? Như vậy các em sẽ làm bài và sau một thời gian 5 phút thì cô và các em cùng kiểm tra lại kết quả nhé. Bây giờ cô và các em cùng kiểm tra kết quả các em nhé. Bài đầu tiên đó là 1608 chia cho 4. Chúng ta lấy 1 chia cho 4, 1 chia 4 không được, cho nên chúng ta lấy 16 chia 4, 16 chia 4 bằng 4. Viết 4 ở thương, sau đó chúng ta nhân ngược lên, 4 nhân 4 bằng 16, 16 trừ 16 bằng 0, viết 0 dưới 16, hạ 0 xuống, 0 chia 4 bằng 0, viết 0 ở thương, 0 nhân 4 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0, hạ 8 xuống, 8 chia 4 bằng 2. Viết 2 ở thương, 2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0. Đây là bài toán chia hết đúng không nào? Bài thứ hai, 2035 chia cho 5. 2 chia 5 không được, cho nên chúng ta lấy 20 chia 5 bằng 4, viết 4 ở thương. 4 nhân 5 bằng 20, 20 trừ 20 bằng 0. Hạ 3 xuống. 3 chia 5 bằng 0, viết 0 ở thương. 0 nhân cho 5 bằng 0 và 3 trừ 0 thì bằng 3. Đồng thời chúng ta hạ 5 xuống.
Chúng ta được 35, 35 chia cho 5 thì bằng 7, viết 7 ở thương. 7 nhân 5 bằng 35, 35 trừ 35 bằng 0. Tiếp theo bài thứ 3 đó là 4.218 chia cho 6. Chúng ta lấy 4 chia 6, 4 chia 6 không được, cho nên chúng ta lấy 42 chia 6 thì được 7, viết 7 ở thương. Sau đó chúng ta nhân ngược lên, 7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bằng 0, viết 0 dưới 42, hạ 1 xuống, 1 chia cho 6 bằng 0, viết 0 ở thương, 0 nhân 6 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1. Đồng thời chúng ta hạ 8 xuống, chúng ta được 18, 18 chia 6 thì bằng 3, viết 3 ở thương, 3 nhân 6 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0, như vậy. Ba bài đầu tiên đều là phép chia hết, đúng không các em? Tiếp theo, chúng ta có phép chia 2.105 chia cho 3. Chúng ta lấy 21 chia cho 3 bằng 7, viết 7 vào thương. Sau đó chúng ta nhân ngược lên, 7 nhân 3 bằng 21, 21 trừ 21 bằng 0, viết 0 dưới 21, hạ 0 xuống, 0 chia 3 bằng 0. 0 nhân 3 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0, hạ 5 xuống, 5 chia 3 bằng 1, 1 nhân 3 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. Đây là phép chia có dư đúng không các em? Tiếp theo, phép chia 2.413 chia cho 4. Chúng ta lấy 24 chia cho 3 được 6. 6 nhân 4 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0, viết 0 dưới 24. Chúng ta hạ 1 xuống, 1 chia 4 bằng 0, 0 nhân 4 bằng 0 và 1 trừ 0 thì bằng 1, viết 1. Đồng thời chúng ta hạ 3 xuống, được 13, 13 chia cho 4 thì được 3, 3 nhân 4 bằng 12, 13 trừ 12 bằng 1. Bài toán này chúng ta cũng dư 1 đó các em. Và tiếp theo ta có phép chia 3.052 chia cho 5. Chúng ta lấy 30 chia cho 5 được 6. 6 nhân 5 bằng 30, 30 trừ 30 bằng 0, viết 0 dưới 30, hạ 5 xuống. 5 chia 5 được 1. 1 nhân 5 bằng 5 và 5 trừ 5 bằng 0. Đồng thời chúng ta hạ 2 xuống. 2 chia 5 bằng 0, viết 0 ở thương, 0 nhân cho 5 bằng 0, 2 trừ 0 thì bằng 2. Như vậy, bài toán cuối cùng này chúng ta chú ý nè, ở lượt chia cuối cùng, nếu số dư nhỏ hơn thì chúng ta viết 0 ở thương và kết luận đó là bài toán có dư. Nào, bây giờ các em hãy kiểm tra xem bài làm của các em có giống như bài làm của cô không? Nếu các em có kết quả giống như bài làm của cô thì các em đã nắm vững cách đặt tính cũng như cách chia rồi đó. Cô xin chúc mừng các em. Bây giờ cô mời các em sang bài tập số 2. Các em ạ, bài tập số 2 này là một bài tập giúp các em rèn kỹ năng tìm thành phần chưa biết. Muốn xác định thành phần chưa biết trong bài tập 2 này là gì, thì chúng ta phải dựa vào biểu thức đó là biểu thức gì. Trong bài tập 2 này, hai biểu thức đều là biểu thức nhân. Vậy các thành phần của biểu thức nhân này là gì? Các em còn nhớ không nào? À, bây giờ chúng ta cùng ôn lại các em nhé. Trong một phép nhân thì các thành phần của phép nhân gồm thừa số và tích. Ở câu A, x gọi là thừa số gì các em? À, x là thừa số chưa biết. Còn 7 là thừa số đã biết. Và 2.107 là tích. Tương tự như câu A thì câu B, 8 là thừa số đã biết. Còn x là thừa số chưa biết. Và 1.640 là tích. Đúng không nào? Vậy thì tìm thừa số chưa biết chúng ta làm như thế nào các em? À, nếu như mà các em quên rồi thì chúng ta cùng ôn lại các em nhé. Muốn tìm thừa số chưa biết, chúng ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Đây chính là cách tìm x đó các em à.
Cô nghĩ là các em đã nắm được cách làm bài tập 2 này rồi đúng không? Vậy các em làm bài tập 2 vào vở nhé. Sau thời gian 2 phút, cô và các em cùng kiểm tra lại nhé. Bây giờ cô và các em cùng kiểm tra kết quả bài làm của mình. Bài đầu tiên, chúng ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Tức là x sẽ bằng 2107 chia cho 7 và có kết quả là 301. Bài B cũng như bài A, thực hiện như bài A mấy em. Tức là chúng ta sẽ bằng 1640 chia cho 8 x bằng 205. Nào các em kiểm tra xem bài làm của các em có giống như bài làm của cô không? Nếu các em có kết quả giống như bài làm của cô thì một lần nữa cô xin chúc mừng các em. Và bây giờ cô mời các em rèn luyện nội dung tiếp theo, đó là giải toán có lời văn. Cô mời các em ạ. Để rèn luyện kỹ năng giải toán thì chúng ta cùng tham gia giải bài tập số 3 các em nhé. Các em cùng cô đọc bài nhé. Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán đi 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? Các em ạ, để giải được bài toán thì chúng ta cùng tóm tắt xem bài toán cho chúng ta biết điều gì và bài toán hỏi chúng ta điều gì, từ đó chúng ta tìm ra hướng để giải. Vậy khi đọc bài toán này thì các em hãy cho cô biết bài toán cho chúng ta biết gì nè. À, bài toán cho chúng ta biết một cửa hàng có 2024 kg gạo. Và một dữ kiện nữa mà bài toán cho chúng ta biết là cửa hàng đã bán đi 1/4 số gạo đó, đúng chưa nè? Bài toán hỏi chúng ta điều gì nào? À, bài toán hỏi sau khi bán thì cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? Và bây giờ thì chúng ta cùng tóm tắt bài toán với cô nhé. Cô sẽ tóm tắt bài toán này bằng sơ đồ đoạn thẳng để các em dễ hiểu. Chúng ta sẽ minh họa số gạo mà cửa hàng đó có bằng một đoạn thẳng tương đương với 2024 kg gạo. Rồi thể hiện cái dữ kiện thứ hai là cửa hàng đã bán đi 1/4 số gạo đó. Có nghĩa là số gạo này được chia làm 4 phần bằng nhau. Và bán đi một phần, ta gọi đó là 1/4. Và chúng ta thể hiện phần còn lại là bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? Đây chính là phần còn lại của cửa hàng đó các em. Dựa vào sơ đồ này thì chúng ta có thể suy luận là để tìm số gạo còn lại thì chúng ta lấy số gạo cửa hàng có trừ đi số gạo đã bán thì ra số gạo còn lại đúng không các em? À, số gạo đã bán là bao nhiêu kg chúng ta biết chưa các em? Chúng ta chưa biết đúng không nào? Chúng ta chỉ biết nó bằng 1/4 số gạo cửa hàng có, phải không nè? Vậy thì để tìm được số gạo đã bán thì chúng ta nhớ đến dạng toán gì mà chúng ta đã học? À đúng rồi, dạng toán tìm một phần mấy của một số. Như vậy là giải đầu tiên phải đi tìm là số gạo đã bán đúng chưa nào? Sau khi tìm được số gạo đã bán rồi thì chúng ta sẽ đi tìm số gạo còn lại bằng cách là lấy số gạo trong kho trừ đi số gạo đã bán thì ra số gạo còn lại. Đó là giải thứ hai. Như vậy, bài toán này giải bằng hai phép tính đúng không nào? Cô nghĩ là các em đã giải được bài toán này rồi. Vậy thì các em giải bài toán này vào vở nhé. Sau khi làm bài xong, cô mời các em cùng kiểm tra bài làm của mình đó. Nào, cô mời các em. Nào, bây giờ cô và các em cùng kiểm tra kết quả các em nhé.
Như chúng ta đã phân tích thì bài toán này giải bằng hai phép tính đúng không nào? Phép tính đầu tiên là chúng ta tìm số gạo cửa hàng đã bán. Vậy thì tìm số gạo cửa hàng đã bán thì chúng ta đặt lại giải như thế nào các em? À, chúng ta cùng xem lời giải của các em có giống như lời giải của cô không nhé? Số kg gạo cửa hàng đã bán là chúng ta sẽ áp dụng dạng toán tìm một phần mấy của một số để chúng ta giải đúng không nào? Chúng ta sẽ lấy 2024 chia cho 4 bằng 506 kg. Bây giờ chúng ta đã biết số gạo đã bán rồi nè, tìm số gạo còn lại thì rất là đơn giản đúng không? Tìm số gạo còn lại chúng ta đặt là giải như thế nào? À, chúng ta cùng xem là giải nhé. Số kg gạo còn lại của cửa hàng là chúng ta lấy 2024 trừ 506 bằng 1518 kg và chúng ta đáp số 1518 kg gạo. Thế nào? Bài làm của các em có giống như bài làm của cô không? À, nếu như các em có kết quả giống như bài làm của cô rồi thì một lần nữa cô xin chúc mừng các em. Và bây giờ cô mời các em đến với bài tập 4. Các em ạ, bài tập 4 yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Và người ta cho chúng ta một bài mẫu. Bây giờ chúng ta xem bài mẫu như thế nào để chúng ta làm 3 bài tập còn lại các em nhé. Bài mẫu cho chúng ta là 6.000 chia cho 3. Thế thì chúng ta thực hiện tính nhẩm bằng cách là chúng ta nhẩm trong miệng là 6.000 chia cho 3 thì bằng 2.000. Vậy thì 6.000 chia cho 3 bằng 2.000 viết bằng số nè các em. Bước nhẩm chúng ta nhẩm trong miệng, chúng ta không cần phải viết ra giấy và sau khi chúng ta tìm ra kết quả rồi, chúng ta điền vào phép tính kết quả các em nhé. Cô nghĩ là các em đã hiểu cách làm bài tập này rồi đúng không? Bây giờ các em làm bài tập 4 này vào sách giáo khoa nhé. Sau khi làm xong thì cô và các em cùng kiểm tra lại kết quả. Nào, bây giờ cô mời các em chúng ta cùng kiểm tra kết quả các em nhé. Bài đầu tiên, 6.000 chia cho 2 thì bằng bao nhiêu các em? À, đúng rồi, bằng 3.000. 8.000 chia cho 4 thì bằng 2.000. 9.000 chia cho 3 bằng 3.000. Vậy các em kiểm tra xem bài của các em có giống bài làm này không? Cô nghĩ bài này khá là dễ. Cô tin tưởng là tất cả các em ai cũng có thể làm được bài này. Nếu các em có kết quả giống như bài làm này rồi thì cô xin chúc mừng các em một lần nữa nhé. Các em thân mến, như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong 4 bài tập của ngày hôm nay rồi. Qua 4 bài tập này, cô hy vọng rằng các em đã rèn luyện được các kỹ năng như là chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Trong trường hợp là có chữ số 0 ở thương, ôn lại dạng toán, tìm thành phần chưa biết, rồi tìm một phần mấy của một số và tính nhẩm. Và để kiểm tra xem chúng ta thực sự nắm được những nội dung quan trọng của bài học ngày hôm nay chưa, thì cô có một phần bài tập thử thách dành cho các em. Nếu các em vượt qua được thử thách thì các em sẽ giúp được bạn bò con về đến nhà. Nào, chúng ta bắt đầu. Tìm thừa số chưa biết ta làm như thế nào? Có bốn bạn tham gia trả lời. Hùng nói rằng lấy tích nhân với thừa số đã biết. Cường nói rằng lấy tích cộng với thừa số đã biết. Dũng thì cho rằng lấy tích trừ đi thừa số đã biết. Còn bạn Mạnh thì quả quyết rằng lấy tích chia cho thừa số đã biết. Theo các em thì bạn nào trả lời đúng? À, bạn Mạnh trả lời đúng nhé các em. Như vậy bạn Mạnh đã giúp bạn bò con này về đến nhà rồi nhé các em. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài học của ngày hôm nay. Các em về nhà xem lại bài và làm lại bài. Và đồng thời các em xem trước bài luyện tập chung trang 120. À,
bài học chúng ta hôm nay là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em nhé.